Xin chào quý anh chị, chào mừng quý anh chị đã đến với kênh YouTube của nhà bếp 89. Trước mặt em đây là cái nồi lẩu gà Fischler 10 lít Original Profi Collection size 28 nhé. Một trong những cái nồi lẩu gà hiện tại là đắt nhất thị trường và cao cấp nhất thị trường. Mọi người tìm hiểu về cái sản phẩm này cùng bếp 89 nhé. Bây giờ em sẽ mở hộp sản phẩm nha. Cái vùng này quyển catalog này, bây giờ hãy cùng em đi tìm hiểu sâu hơn về thông số kỹ thuật cũng như đặc điểm nổi bật của cái nồi lẩu gà Fischler 10 lít này nhé. Cái nồi lẩu gà 10 lít của Fischler này thì cao 21 phân, đường kính là 28 cm. Con này thì được sản xuất trực tiếp tại Đức, Made in Germany mọi người ạ. Sản xuất tuần thứ 4 năm 2024 này, rất mới này. Thép, chất liệu thép không gỉ 18/10 cao cấp nhất này, đáy 3 lớp. Đấy, sử dụng công nghệ Costa cực kỳ dày dặn, con này nặng lên đến 5,5 cân nhá. Nghe tiếng cực kỳ là dày luôn. Đáy này là đáy độc quyền cao cấp nhất của Fischler. Cái phần bên ngoài của cái nồi này thì nó sẽ được đánh bóng mờ, rất là đẹp mắt. Và cái tay cầm của cái dòng này thì nó sử dụng cái công nghệ hàn nhiệt đinh tán rất là nhiều này. Mọi người này, sinh tán siêu chắc luôn, chịu được lực 250 cân nhé. Logo Fischler này khắc rất là nét luôn. Bên này cũng thế này. Bên trong thì có vạch chê nước này. Bên trong cũng đánh bóng mờ luôn này. Cái nồi lẩu gà này thì vung của nó bằng toàn bộ bằng inox 18/10. Rất là chắc chắn nhé, cực kỳ dày. Vùng này thì nó rất là dễ vệ sinh và nó không sợ vỡ này. Toàn bộ các chi tiết của nó hoàn thiện rất là tỉ mỉ luôn, rất là sắc nét nhé. Và quan cái vùng này thì nó sẽ phát lên một chút mọi người, nó không phẳng như các nồi khác mà nó sẽ phát lên để nó dễ thoát hơi qua viền hơn. Và lúc này nó có độ dơ. Đây là toàn bộ cái đáy của nồi lẩu gà Fischler Original Profi 10 lít nhé. Đáy này thì là đáy sử dụng công nghệ Costa, rất là nhiều cánh. Và con này nó hấp thụ nhiệt rất là tốt, truyền nhiệt cực kỳ đều và giữ nhiệt thì siêu lâu luôn. Nó chỉ sản xuất cho tất cả các dòng cao cấp thôi, những cái dòng thường sẽ không được sử dụng cái công nghệ đáy Costa này. Đáy này dày hơn một phân này. Một vài đánh giá của em về cái nồi lẩu gà Fischler 10 lít này. Đầu tiên là về ưu điểm thì thứ nhất là cái con này đến từ một cái thương hiệu cực kỳ lớn, cực kỳ nổi tiếng ở châu Âu, đó là Fischler. Nó có đến từ 1845 đến hàng trăm năm tuổi rồi. Cái thứ hai là về chất lượng, con này thì được sản xuất trực tiếp tại Đức nên chất lượng nó tiêu chuẩn Đức. Cái nữa là con này nó là phân khúc cao cấp nhất của Fischler nên là nó được sử dụng cái công nghệ cao cấp nhất của Fischler, ví dụ đáy Costa này, chịu lực chịu nhiệt rất là tốt này. Cái nữa là tay cầm chịu lực lên đến 150 cân này, và sử dụng chất liệu cao cấp là thép không gỉ 18/10. Nhưng mà nhược điểm của cái con này thì đầu tiên là về cái giá thành thì thực sự khá là cao, giá nó trên 6 triệu một cái nồi. Không phải khách nào cũng có thể bỏ ra một cái nồi lẩu gà trên 6 triệu để một năm trở gì sử dụng vài lần. Cái thứ hai là về cái độ nặng, con này nó rất là nặng, nặng lên đến 5,5 cân nhé. Đối với chị em thì thực sự là khá là vất vả nếu mà con này có cả thêm nước nữa. Cái sản phẩm này thì bên em đang có sẵn tại cửa hàng Free Ship nội thành Hà Nội, ship series toàn quốc, nhận hàng tận tiền tại nhà. Cam kết với quý anh chị là hàng được nhập trực tiếp từ Đức và sản xuất tại Đức. Đầy đủ bill mua hàng tại Đức cho quý anh chị nhé. Bảo hành 1 năm. Anh chị nào muốn mua hàng hay muốn tư vấn thì có thể kích đường link bên dưới hoặc inbox em qua Zalo 0985 608831. Em xin chân thành cảm ơn.